Dối là mình không có tiệt luôn cái đường của chồng mình. Mình mà gào lên là chồng mình tiệt đường thì sao? Mình giả bộ như mình ngây thơ, mình nói anh ơi như vậy là không có được rồi. Bắt đầu mình nhắn tin lại, mình nói là ừ nhưng mà vợ anh lỡ biết rồi là chị tự nhắn. Là tất cả những cái tin nhắn đó là chị đều. Nhưng mà chị rất là, em thấy chị rất là hay, là chị rất là bình tĩnh khi mà chị giải quyết vấn đề. Gặp như em là rồi nó điện thoại nát tan bát rồi. Dạ. Vì mỗi người sẽ có một cái cảm xúc khác nhau. Em thì có thể là anh nói cho em đi gặp cái người yêu đó, nhưng mà khi mà em thấy cái tin nhắn thì em cũng điên chứ. Biết bao nhiêu cái điện thoại đã ra đi rồi. Tại vì không khéo là những cái người khác là né. Đó là cách của chị. Nó chị rất là nhẹ nhàng và điềm đạm. Nhưng mà em hỏi thật là chị có ghen không? Chị ghen chứ. Chị ghen mà ví dụ như chị đó. Ốp cây. Hạ xuống. Bây giờ là mình phải nghĩ và điềm đạm như thế nào đó. Hiện tại bây giờ nếu như người yêu cũ anh Nghiệp mà coi cái chương trình này thì mới biết biết hôm nay. Trời ơi. Xui. Hôm nay chị mới bộc bạch thật sự, nhưng mà chị vẫn để cho người ta vẫn nghĩ là chồng chị rất là tử tế và văn minh. Mình vẫn nhắn lại bình thường, nhưng mà có một cái là ông chồng mình rất là thật thà với mình. Mà khi mà mình mà yêu chồng mình rồi đó, có một cử chỉ thôi nha, chồng em đổi mùi nước hoa chẳng hạn, em để ý không? Hay là chồng mình như thế nào là mình biết được liền, đúng không em? Đánh hơi được liền chị. Đánh hơi được. Mình là những bà mẹ siêu mâm á, đúng không? Mình siêu mâm mà siêu mà. Đừng có mơ mà mấy ông chồng mà có thể mà mồi qua mở mắt được mình. Qua mắt làm được gì mình có cái chuyện đấy. Đổi nước hoa. Chẳng có là mình có các điểm đẹp. Đúng rồi. Mà chồng em á là có vấn đề nè, ví dụ như là hồi trước á là anh Tái Tường hay là xài phone mà phone bắt buộc. Em nói thiệt với chị nha, ông ấy sao tôi thấy tôi sẽ tu lại bà luôn á Vi, sao có gì bà cũng biết cái mật mã. Ve. Xin chào, mình là Ngọc Mai, mình là mâm lọ mọ. Xin chào, mình là Thanh Trần, mình là mâm lo nhoi. Xin chào, mình là Bông Trần, mình là mâm điềm đạm. Xin chào, mình là Triệu Ái Vy, mình là mom duyên dáng. Chúng ta hãy nói về sự điềm đạm nào. Dạ. Ok, hôm nay chủ đề của chúng ta là em có một cái vấn đề rất là nan giải mà em vẫn đang phải diễn cái nét điềm đạm đó mọi người. Trời ơi, sao không mà điềm đạm em đâu. Vẫn đang rất là điềm đạm đó. Dạ. Mọi người hãy cho em biết cảm giác khi mà mọi người bắt gặp chồng mình. Chồng hả? Follow. Hello. Facebook của người yêu cũ. Chốt. Em còn điềm đạm không em? Vẫn chịu điềm đạm không em? Em vẫn đang diễn nét điềm đạm rất đau đây. Không mà em hỏi thật mọi người, khi mà mọi người gặp cái tình huống đó mọi người cảm giác ra sao? Rất khó chịu luôn á. Phụ nữ khác có gì hơn mình đâu mà phải follow. Tôi để follow. Nhưng mà thế nhưng mà vấn đề là đã gặp bao giờ chưa này? Thì đấy thì tất nhiên là phải có rồi. Nhưng mà vấn đề đây là mình sống chung với nó luôn. Chồng Vi đi thì cũng cho Vi gặp lại những người bạn của ảnh vậy đó. Cho Vi cho chung luôn. Tức là anh Thái là giới thiệu người yêu cũ với chị luôn. Ừ, giới thiệu đây người cũ đây vợ anh á. Wow. Có nghĩa là ở gia đình của chị là chồng chị công khai luôn. Đúng rồi. Và vợ mới luôn. Công khai luôn. Cũng là một cách rất là văn minh ha. Nhà em là vô văn hóa. Nhà em là vô văn hóa mà em đừng nói tới em. Sao vậy? Ủa sao vậy? Lát hồi em kể cho nó tới chị đi. Tới chị đi. Nói về người yêu cũ nó là một cái phạm trù nó rất là không nên sống chung với nó chị hiểu không? Đúng tại vì là thực ra em cũng là một người văn minh và điềm đạm nữa. Tuy nhiên là với những cái danh xưng như là người yêu cũ ấy, thì em cũng hơi nhạy cảm. Với cả những người yêu cũ của em ấy, sau khi mà chia tay ấy, là người một đường đi, cần gì mà phải liên quan gì đến cuộc đời của nhau nữa. Tức là khép lại cuốn sách rồi là dục luôn á. Đúng. Tức là block một cái cuốn sách mà mình đã đọc qua rồi. Mình chỉ nên coi nó là thanh xuân thôi. Đấy. Nó là những cái ký ức thôi. Chứ mình đừng nên coi nó là những cái gì mà để sau này mình vẫn tiếp tục đọc lại, đọc đi đọc lại đúng không? Cho nên là người yêu cũ nó là một cái khái niệm mà mình thôi, mình đừng nhắc lại nữa. Giống như là người yêu cũ nhắn tin cho Bích Phương không trả lời á. Đó, cho nên là mình cũng nên như thế. Đây đằng này lại còn tự ý. Đấy. Mọi người ạ, mô Phật em nói. Mô Phật.
khi mà em thấy người yêu cũ của anh chồng em mà vẫn còn dạ không, bạn nào cũng đẹp mới đau chứ chị, nó mới đau trái tim em không ấy. Bạn nào cũng đau, bạn nào cũng xinh gái, bạn nào cũng dễ thương hết đấy, thế cho nên em mới đau, em mới tức. Tức giùm chị. Tức giùm đúng không? Em cũng giống như chị. Em là người không được đổ dầu thêm lửa. Chị đang rất cố để điềm đạm em hiểu không? Dạ. Em chỉ unfollow nhẹ thôi. Tức là em phát hiện ra follow đúng không? Em unfollow lại để một thời gian sau em kiểm tra xem có follow lại không, thì tức là đã tự ý follow mặc dù biết là em đã unfollow rồi. Mà đến một ngày đẹp trời em phát hiện ra nó lại follow chị ạ. Giờ có điềm đạm nữa được không chả chị? Không được. Có điềm đạm nữa không chị? Gặp em là họ tự điềm đạm là thành đánh đấm luôn á chị. Nãy giờ mình đang là những cô gái đẹp vẫn duyên dáng mà chị. Em đó, em nên em điềm đạm. Em hỏi chị Mai là người lớn nhất đấy, ở đây. Một người chị chững chạc và đầy tình yêu thương. Khi mà chị gặp chuyện đấy thì chị sẽ xử lý như nào? Chị kể chuyện thật của gia đình chị. Rồi là có luôn chị ơi. Rồi, xong rồi. Thôi cũng ly. Có nghĩa là người yêu cũ của anh Nghiệp thì quá trời bao la. Mà người nào chị cũng biết hết. Người nào chị cũng biết, anh cũng kể cho chị tất cả những mối tình anh đã trải qua. Kể cô này cô kia, mối tình rất cái vai thôi cũng kể. Nhưng mà có một cái là những người yêu cũ của anh á là không biết là chị biết những câu chuyện đó. Những cái mà lần gặp gỡ hay như thế nào chị giả bộ như là chị là người không biết, chị văn minh không? Nghĩa là ảnh vẫn cho chị gặp. Vẫn cho gặp bình thường. Đấy, đấy là em không hiểu tại sao những người đàn ông. Bởi vì khi mà làm việc á, khi mà cái này là gặp nhau khi làm việc thôi. Cái này là làm việc, khi mà làm việc là bắt buộc phải gặp á. Thì chị đóng như là chị không biết chuyện quá khứ. Và đây không những là follow người yêu cũ nha, mà còn nhắn tin luôn. Người yêu cũ nhắn tin rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Anh Nghiệp á thì có cái thì anh sẽ đưa cho chị đọc. Có nhiều người đó chị, đây là chị nói luôn nha, để mà ai mà trong trường hợp hay là ai mà có lỡ mà nhắn tin cho Nghiệp, đó là chị đang nhắn đó, chị đang nhắn đó. Ủa gì vậy? Trời ơi, chị là chị chơi lấy cớ rồi. Bữa nay chị bật mí một bí mật. Chị vẫn giữ rất là đẹp và đàng hoàng cho chồng của chị. Và chị vẫn nhắn tin. Nhưng có những người yêu cũ nha, không có biết điều một tí xíu nào hết. Chính xác luôn. Có những người rồi. Anh ơi, anh nhớ đừng cho vợ anh biết nha. Không thích. Mình cảm giác như là mình dối. Là mình không có tiệt luôn cái đường của chồng mình. Mình mà gào lên là chồng mình tiệt đường thì sao? Mình giả bộ như mình ngây thơ, mình nói anh ơi như vậy là không có được rồi. Bắt đầu mình nhắn tin lại, mình nói là nhưng mà vợ anh lỡ biết rồi. Là chị tự nhắn là tất cả những cái tin nhắn đó là chị đều. Nhưng mà chị rất là, em thấy chị rất là hay, là chị rất là bình tĩnh. Bình tĩnh chị giải quyết vấn đề. Gặp như em là rồi nó điện thoại nát tan bát rồi. Dạ. Tại vì mỗi người sẽ có một cái cảm xúc khác nhau. Em thì có thể là anh nói cho em đi gặp cái người yêu đó, nhưng mà khi mà em thấy cái tin nhắn thì em cũng điên chứ. Biết bao nhiêu cái điện thoại đã ra đi rồi. Biết bao nhiêu cái điện thoại đã đi rồi. Tại vì không ghê, không khéo là những người khác là né. Đó vậy đó. Đó. Tại vì thì đó là cách của chị. Nó chị rất là nhẹ nhàng và điềm đạm. Đó. Nhưng mà em hỏi thật là chị có ghen không? Chị ghen chứ. Chị ghen mà ví dụ như chị đó. Ốp cây. Hạ xuống. Bây giờ là mình phải nghĩ và điềm đạm như thế nào đó. Hiện tại bây giờ nếu như người yêu cũ anh Nghiệp mà coi cái chương trình này thì mới biết bí mật này. Trời ơi. Xui. Hôm nay chị mới bộc bạch thật sự, nhưng mà chị vẫn để cho người ta vẫn nghĩ là chồng chị rất là tử tế và văn minh. Mình vẫn nhắn lại bình thường, nhưng mà có một cái là ông chồng mình rất là thật thà với mình. Mà khi mà mình mà yêu chồng mình rồi đó, có một cử chỉ thôi nha, chồng em đổi mùi nước hoa chẳng hạn, em để ý không? Hay là chồng mình như thế nào là mình biết được liền, đúng không em? Đánh hơi được liền chị. Đánh hơi được. Mình là những bà mẹ siêu mâm mà, đúng không? Mình siêu mâm mà, siêu mà. Đừng có mơ mà mấy ông chồng mà có thể mà mùi qua mở mắt được mình. Qua mắt làm được gì mình có cái chuyện đấy. Đổi nước hoa. Chẳng qua là mình có các điểm đạt. Đúng rồi. Mà chồng em á là có vấn đề nè, ví dụ như là hồi trước á là anh Thái Thường hay là xài phone mà phone bắt buộc. Em nói thiệt với chị nha, ông ấy sao tôi thấy tôi sẽ tôi lại bà luôn á Vi, sao có gì bà cũng biết cái mật mã mà tôi khóa cỡ nào mà cũng mở ra được. Nhiều lúc vậy nè, ông đang bấm vào cái nghĩa vậy nè, biết qua khi mà ông cất cái điện thoại là lấy ra mò số mà sao dính cứng ngắc. Trời ơi, chị như Conan vậy á, chị như Conan á. Vi là một cái, trời ơi, Conan duyên dáng luôn thiệt á. Rồi nói anh làm gì là cái gì, anh nói thôi nhiều lúc á anh không muốn cho người ta biết được này nọ kia, rồi mình cũng lịch sự mình trả lời người ta em ơi, nhưng mà nói vậy thôi anh cho em coi đi. Thôi anh cứ giấu như vậy đó là mình cũng hơi bực mình. Là mình rất là khó chịu. Thôi em vậy chắc em điên lắm. Em vượt qua được cái mấy giờ mai hỏi
quận 2. Thiệt á, đang rất tò mò nghe cái câu chuyện của em sẽ phá nhà em ra như nào nè. Lúc mà em quen chồng em á là nó đã tự động nó block hết tất cả những cái người yêu cũ rồi, mà tại vì người yêu cũ á tạo nick mới á, em tức em chửi luôn. Hai má chửi qua chửi lại chửi tới chửi lui. Trời đất ơi. Trời tức quá trời luôn. Xong rồi cái hả? Chồng em rất là ngu tiếng Anh mà, xong rồi cái quay sang nói với em, anh nói thiệt với em, nói về người yêu cũ thì một khi anh đã cancel delete thì nó sẽ trở thành delete symbol past, mình sẽ hướng những cái future để cái love story của mình nó better hơn. Sợ lắm, sợ chồng em lắm. Mà nhiều trước khi chồng em quen em là có xăm tên của người yêu cũ lên người rồi. Ôi trời chết rồi, đấy đấy là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mọi người ơi. Họ và tên. Thôi chết rồi, họ và tên. Dạ, đó thì lúc mà trước khi mà cứ em là bắt đầu đi tô đen. Tô đen, tô đen thôi rồi. Trời ơi, xăm làm gì? Kiểu nó phải thăm cái hòm ở đây nè. Thật sự luôn. Cái tên bây giờ mình sửa thành cái hòm. Không, nó thành chữ T luôn vậy. Nó xăm đen luôn, cái chữ T như vậy luôn. Là Thanh đó chị, là em à, chung chữ T như vậy luôn. Và khắp người nó có 6 chỗ nó xăm tên Trần Ngọc Thanh Thanh là tên em. Nó buồn lắm, em còn 6 cái tên mới ở khắp người nó luôn, ở sau lưng nó luôn. Trời đất ơi, sợ thế. Thế đêm nửa đêm mà trước cái chữ T đó là 6 tên khác nhau hả em? Không, có nghĩa là sau khi bôi xong cái tên người cũ là bù đắp cho em bằng 6 cái tên của em. Khắp rải rác khắp nơi, dài 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 rải rác. Không, nhưng mà em thấy rằng là ấy, kể cả là mình có không thể hiện cái thái độ là ghen quá trong cái trường hợp là chồng mình chỉ follow thôi, em nói thật là nhiều người cũng có những cái mối quan hệ rất là kỳ quặc với cả người yêu cũ đấy. Tức là em có một đứa em mà bạn trai nó rất là thân thiết với người yêu cũ nha, thân đến cái mức độ mà như là bạn thân chị mà khác giới. Bạn thân mà khác giới ấy, mọi người có thể nói là tri kỷ. Nhưng mà với em thì tri kỷ có thể tri kỷ với 1.000 người chứ không nhất thiết là phải người yêu cũ nhá. Đúng rồi. Làm sao mà cứ phải người yêu cũ mình. Tự nhiên đang nói chuyện cái ôm là chuyện cũ à. Đang nói chuyện hai ba câu về tương lai cái ôm là chuyện nhau cũ. Vậy rồi sao bỏ nhau chi vậy? Thành tri kỷ khó lắm. Đúng rồi. Mà cái bạn nam đấy lại còn bắt người yêu nó chơi cùng với cả cái người yêu cũ đấy của nó, và nó nói rằng là đấy là bạn thân của nó cho nên là phải chấp nhận cái chuyện đấy. Trời ơi, mà đi mãi đám đồng chơi. Mà em cũng không hiểu, mà chồng em nói chuyện với em ý thì có gì đâu, trời ơi, người yêu cũ thôi mà, nó là quá khứ rồi em ơi, có cái gì đâu. Quá khứ rồi tự nhiên follow lại, quan tâm đến chuyện hiện tại làm gì. Cái chuyện quá khứ là không để đan xen với cái chuyện hiện tại được nhá. Đúng không chị? Đúng, mình còn tương lai, mình còn future better ở phía trước. Em, đúng. Thí dụ nha, thí dụ như em tay anh nhỏ đó đó, chứ mà em tự nhiên cái chuyện cục quá khứ uống chi nhỏ đó. Không, em tưởng tượng á chị. Mình bây giờ mình phân tích cho em gái chị hiểu, nghĩa là bây giờ em quen anh đó, em nè, em là hiện tại, anh là tương lai, tiện cái trước mặt lúc nào có quá khứ hết. Trước mặt thì là cái chung quên là quên sao sao quên. Đúng rồi, phải. Nhiều người cũng kỳ lạ ha. Chị thì quan điểm của chị á thì chị tôn trọng, chị không có bắt phải cắt tuyệt để. Có những cái mối tình mà cũ của anh Nghiệp á, chị còn cảm thấy thương cái người đó luôn á. Nhưng mà có những cái cô á thì mình cũng phải quán triệt luôn á, tức là mình sẽ tùy những cái con người như thế nào. Thôi, có những người phụ nữ thực sự ra là cũng rất là ghê gớm, đúng không? Khi mà phát tín hiệu là toàn là từ phụ nữ thôi. Mình thích mấy ông đàn ông hả? Đừng tưởng mấy ông là trăng hoa nha. Tất cả những tín hiệu người ta nghiên cứu khoa học là từ phụ nữ phát ra. Tức là mình có bật đèn xanh thì đàn ông người ta phải đi tới, đúng không? Đúng rồi, gần như là 90%+ luôn đó. Bây giờ em lật lại vấn đề nha. Nãy giờ em thấy mọi người đồng tình với em quá. Em cũng thấy câu chuyện nó cũng đang hơi khó khăn cho các anh đàn ông. Bây giờ mình thử lật lại vấn đề là mình trở thành người yêu cũ này. Mình có bao giờ mà đi gọi là nói chuyện với một người yêu cũ mà đã có gia đình rồi không? Chị thì không rồi đó. Em cũng không luôn. Không muốn làm phiền người ta luôn. Tại vì mọi người có thể nào phản biện lại ý kiến của em được không chứ? Mọi người đồng tình quá cũng không phải. Ủa, không có đâu, có chứ sao chị? Thứ nhất là ảnh hưởng đến gia đình của mình, thứ hai là ảnh hưởng đến gia đình của người ta. Vì mình là phụ nữ nữa, với lại mình đã có chồng rồi đấy. Nên là mình mà có chuyện gì dục dịch rất là không được. Nhưng mà thật sự tâm mình cũng nghĩ là không nên. Ok, vậy thì bây giờ em sẽ chốt lại vấn đề là sau khi mà em đã tham khảo ý kiến của mọi người thì mọi người tổng kết lại cho em xem là mình sẽ xử lý như nào. Gặp chồng mình, follow người yêu cũ là chị Mai. Chị thì sẽ nhắn hỏi sẽ hỏi xong thử để mình biết mối quan hệ như thế nào đó. Nếu mình biết rõ rồi á, nó dừng lại ở ngang đâu, mình biết cái follow để làm cái gì. Đó, mình biết cái nguyên nhân nó như thế nào. Đôi khi việc lỡ công việc đó thì mình sẽ bỏ qua không gì hết. Nhưng mà còn tỏ te là không có được. Tỏ te. Nhưng mà làm sao mà mình biết được là vì công việc hay tỏ te? Ví dụ lỡ như có một cái tin nhắn giống như là cái cô kia ngỏ anh đừng cho vợ anh biết nhé, ủa trong sạch mắt cái gì mà không cho. Thế là các bạn người yêu cũ quá sai lầm. Đã nghĩa ra là phải nhắn là anh ơi chuyện này anh phải nói với vợ nha. Ok, là mình vẫn sẽ phải tìm hiểu đã. Đúng rồi. Là Thanh. Em biết mẹ.
Trời em hèn quá ha. Ừ. Em hèn nên không mày mắc mẹ chứ. Em mới bảo là em sẽ giết không tha mà. Không mắc mẹ trước. Xong rồi lên em sẽ giết không tha. Trời ơi, lúc đó là chắc chồng quýnh lộn ghê lắm. Trời đất ơi, nếu mà liên quan tới chuyện này là quýnh ghê lắm nha. Nhưng mà kể cả là không có gì, chỉ bấm nhầm follow thôi em cũng không có nhầm, không có ngón tay nào mà nhầm vô được cái nút follow, nhiều khi mình nhấn vô cái nút block cũng được nữa. Nhưng mà tại vì mình nhầm vô follow nên là mình chết vì follow. Follow là chị phải tìm cái đó, là mình phải tìm ra cái tên người đó. Rồi mình phải follow được chứ, nếu mà mình không bấm vô cái tên thì người đó sao người đó follow. Nhiều khi mà mình cố tình đúng rồi, mọi người nói em mới nghiệm ra cái điều đó đó. Đó, em sẽ hello chồng em một cái bằng cách là em sẽ chụp cái màn hình mà nó follow người yêu cũ đó chị, xong em gửi nhẹ qua tin nhắn cho mẹ, cho bố, cho em, cho cả gia đình để là chồng em biết rằng là em vẫn còn sống nha. Không những một cái miệng mà nói 10 cái miệng nhà đó, nói đó, đó, đúng rồi, cao cơ cao cơ, em rất điềm đạm đó, em rất là điềm đạm mà nhẹ nhàng đó. Để tránh ra cái ly đó, mình đập ly cho Nguyên có một dòng họ chửi luôn. Thôi chết rồi, cái chủ đề người yêu cũ này nó hơi khẩu nghiệp không mọi người. Vậy bây giờ nghiệp tụ dần môi đó. Nếu đã khẩu nghiệp rồi mình nên khẩu nghiệp tiếp theo bằng cách là hãy đưa ra một cái tuyên ngôn dành cho người yêu cũ không mọi người. Tránh xa chồng ta ra, chồng ta ra. Ủa, mà tuyên ngôn chị, tuyên ngôn là gì? Ủa, tuyên ngôn là sao là kỳ vậy em? Tuyên ngôn là rồi, ok, bây giờ nếu mà như thế thì trong 4 chị em mình đã đều có cách giải quyết đúng không? Yeah. Mình thử vote xem là cái cách nào của ai hay nhất nào? Ta. Chị Mai, chị Mai cũng dữ vậy. Rồi,